Xin kính chào các bạn thân mến. Hôm nay mình sẽ có dịp quay cái miệng chậu năm tấc. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ bộ để quay cho được cái miệng chậu. Thì chúng ta vệ sinh cái miệng chậu cho nó sạch cát và những cái thứ hạt còn gồ ghề. Sau đó chỉnh lưỡi dao sao cho nó không có cộm vào cái miệng chậu của chúng ta. Nước cộm thì các bạn có thể dùng một cái con dao để mà hoặc là đá mài để mài bớt cái phần cộm nó đi, phải dọn sạch cái phần cộm nó để nó không có cản cái lưỡi dao khi chúng ta thi công. Vệ sinh cả xung quanh cái miệng của cái chậu nữa, cái vành miệng. Rồi các bạn sử dụng đây là hồ 1, tức là một xi măng một cát và kết hợp với xi măng khô để chúng ta làm cho được cái miệng chậu. Hồ 1, một xi măng một cát và thêm nước vào từ từ sao cho nó vừa đủ dẻo, không quá lỏng. Quá lỏng thì khó mất thời gian và khó đạt được cái miệng chậu và nó hay bị nứt, thì nó hồ cũng vừa dẻo. Chúng ta cứ trải hồ lên xung quanh cái miệng chậu cho nó giáp chồng cái miệng chậu, trải cho giáp vòng. Rồi sau đó một tay chúng ta, cái ngón tay cái của chúng ta vừa cầm cái ca và vừa cầm ngón tay cái chạm vào cái lưỡi dao để đẩy cái lưỡi dao nhẹ nhàng đi quanh luôn cái trục. Còn cái tay kia chúng ta cầm cái bai để mà ép sát vào cái vành của miệng chậu để tạo thành cái thành miệng chậu. Chúng ta như vậy, chúng ta cứ đi một hoặc hai vòng rồi dừng lại. Chúng ta lấy cái bớt hồ ra, hồ ướt ra. Rồi sau đó các bạn dùng xi măng khô, các bạn dùng xi măng khô ra rắc lên trên cái miệng chậu. Các bạn có thể dùng cái rây để rây bột, rây xi măng cho nó không, nó được mịn, nó không có pha những cái hạt xi măng chết. Chậu chúng ta sẽ mau đạt kết quả. Chúng ta rải một lớp xi măng khô lên xung quanh cái phần hồ ướt chúng ta mới quay. Cái lớp xi măng khô này thì nhiệm vụ nó là để mà hút bớt nước cho cái lớp hồ ướt này nó ráo mặt. Và chúng ta trải lớp hồ ướt nữa lên để cho nó những lớp hồ nó hòa quyện vào nhau để nó bít những cái lỗ còn sót trên cái miệng chậu của chúng ta. Bạn cũng thể rải một số ít hạt xi măng vào cái lòng chậu để chúng ta quét chậu cho nó chắc trong lòng. Rồi bạn trải một lớp hồ ướt lên cái miệng chậu, ít thôi chứ không quá nhiều. Và cái lần thứ hai chúng ta tải còn ít hơn nữa. Sau khi tải hồ ướt thì chúng ta cũng quay một hai vòng xung quanh cái chậu. Cho hồ ướt hồ khô nó hòa quyện vào nhau. Các bạn nhất thiết phải có lớp hồ ướt rải rác ở trên. Thì nếu không có lớp hồ ướt rải rác thì nó rất là khó quay vậy đó. Nó có khi bị tróc luôn cái miệng chậu của chúng ta. Thì các bạn cẩn thận thì chúng ta có phải quay một lần hoặc hai hoặc ba lần. Còn các bạn không yêu cầu lắm về cái miệng chậu thì các bạn phải quay một lần thì cũng coi được rồi, các bạn dừng lại cũng được.
ta lại tiếp tục rải xi măng khô để cho nó rút bớt nước, ráo bớt nước của cái lớp hồ ướt. Và chúng ta lại rải một lớp hồ ướt lên, hồ ướt lần này lại rải ít hơn cái lần trước. Ít thôi, chừng rải rác ít thôi, ít hơn lần trước. À, chúng ta bắt đầu quay cho những lớp hồ này nó hòa nhập vào nhau. Một vòng. Và đây là dòng thứ hai. Và trong cái dòng này mình sẽ lấy cái lưỡi dao ra. Thì lấy lưỡi dao ra thì cái sao cho nó thật ít cái phần hồ dư còn dính lại lên miệng chậu. Rồi chúng ta bắt đầu dùng con dao để mà cắt phần hồ dư trong cái lòng miệng, cái lòng của chậu. À, vệ sinh luôn cái dạ dưới của miền chậu, dùng dao để cắt phần hồ dư trong lòng miệng chậu. Sau đó các bạn dùng cái cọ để quét, và nếu cái lòng chậu chúng ta nó khô quá thì các bạn có thể thêm nước vào, chế thêm ít nước vào chứ không nhiều quá, để cái hồ chúng ta đã tan ra và chúng ta có thể quét được cái lòng chậu cho cái chậu chúng ta nhìn tươm tất và đẹp hơn. Các bạn khi quét thì cọ thì cẩn thận kéo nó lem lên trên cái phần hồ ướt chúng ta mới quay, và cũng cẩn thận cái tay áo mình, tay áo nó hơi quẹt vào cái miệng chậu. Cái áo nó cũng quẹt vào mà nó mất cái đẹp miệng chậu của chúng ta. Chúng ta cứ quét cho nó hết dòng nguyên cái lòng chậu. Thì các bạn quét cẩn thận nó không lem lên thì các bạn khỏi quay một lần nữa. Còn nếu các bạn thấy nó vẫn bị lem lên thì các bạn có thể dùng cái lưỡi dao để quay một lần nữa để cho miền chậu để trông đẹp hơn, tươm tất hơn. Rồi các bạn có thể, nếu hồ dư quá nhiều các bạn có thể lấy ra bớt phần hồ dư trong lòng miệng, trong lòng chậu. Rồi mình thấy chưa được nên mình phải quay một lần nữa để cho nó nhìn nó tươm tất hơn. Thì quay như vậy thì chúng ta đang giữ, chúng ta cái chậu này chúng ta bảo dưỡng ở trong mát để cho nó không bị nứt miệng, tránh nơi gió, tránh nơi có gió. Và khi nó hơi ráo thì chúng ta có thể dùng giấy nhám để chà lại cho nó cái miệng và xung quanh cái miệng nó được tươm tất hơn, nó sạch những cái râu ria, những cái hạt hồ còn dính xung quanh miệng chậu. Thì chừng 6 tiếng đồng hồ các bạn có thể dùng cái giấy nhám nhuyễn để các bạn chà xung quanh cái miệng chậu để cho miệng chậu nó được đẹp hơn, có đường nét hơn, sắc nét hơn xung quanh miệng thôi.
rồi ngày sang ngày hôm sau các bạn có thể phơi cho nó ráo, các bạn sẽ sơn lên được rồi. Khi sơn các bạn dùng mô tô kiều pha nước và pha màu để chúng ta sơn.